Ark Survival sở hữu một hệ sinh thái khổng lồ với hàng đống các loài động vật đa dạng và độc đáo. Một trong số đó chắc chắn phải kể đến những sinh vật thuộc nhóm măng cỏ. Với nhiều hình dạng cơ thể đặc biệt, có loài thì cao bằng quả núi, có loài chỉ nhỏ bé bằng con gà, có loài thì giống bạn khi bị người yêu chia tay, tức là sừng dài. Tuy hiền lành nhưng khi có ai đến là đón, đụng là chạm, bá vô đây mà nút, nên thuận theo yêu cầu của mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đến của các sinh vật hệ cỏ trong thế giới Ark. Vẫn như thường lệ thì để xem các video khác của series Thế giới Ark, các bạn có thể tìm ở phần mô tả cũng như đề xuất ở góc phải màn hình nhé. Và nội dung trong video được chúng mình trích dẫn từ nhiều nguồn, nên nếu có thông tin gì cần góp ý bổ sung, các bạn cứ bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe ủng hộ Ultraxa, rồi chúng ta cùng bắt đầu đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Ankylosaurus. Ankylosaurus còn được gọi là Ankylo hoặc Anky, là sinh vật hệ cỏ đầu tiên xuất hiện trong video này. Mặc dù giống với các sinh vật hệ cỏ khác trên đảo, đó là sống theo bầy đàn, nhưng bầy đàn của Ankylosaurus có xu hướng sống theo các đơn vị nhỏ. Chúng ta có thể tìm thấy chúng xung quanh đảo. Mặc dù không phải là một trong những loài ăn cỏ lớn nhất, nhưng Ankylosaurus là một trong những sinh vật khó hạ gục nhất. Lớp da dày bọc thép của nó khiến một số loài săn mồi cỏ trung bình cảm thấy ngán ngẩm. Cụ thể hơn là đối thủ sẽ phải hứng hàng tá sát thương bởi những chiếc gai của Ankylosaurus, cũng như khả năng bị đuôi cứng cáp của nó đánh trúng. Chúng sẽ không tấn công trừ khi bị khiêu khích. Theo hồ sơ trò chơi ghi chép, chúng có tốc độ di chuyển rất thấp trên cạn, nhưng có thể di chuyển nhanh hơn đáng kể dưới nước. Đặc điểm tốt nhất để một con Ankylosaurus được chọn để thuần hóa là vì chiếc đuôi cực khỏe của nó. Chiếc đuôi này đủ mạnh để nhanh chóng phá vỡ những tảng đá chứa đầy tài nguyên của đảo. Một trong những bộ tộc người giàu có nhất trên đảo sử dụng một đội Ankylosaur trong các mỏ đá của mình. Sự yêu thích kim loại của sinh vật này cho phép nó mang quặng thô với trọng lượng đáng kể. Triceratops. Triceratops hay còn được gọi đơn giản là Trice. Chúng là một trong số các loại khủng long ăn cỏ Ceratopsis. Giống như trong nghiên cứu khoa học thì Triceratops trong thế giới Ark cũng có khuôn mặt ba sừng đặc trưng. Bình thường là một loài động vật gặm cỏ rất ngoan ngoãn, nhưng khi Triceratops trở nên tức giận thì ngược lại. Triceratops sẽ đuổi theo những kẻ săn mồi và những kẻ trộm trứng với suy nghĩ. Thoát đi đâu là con ra. Việc chạy trốn khỏi Triceratops khó khăn hơn chúng ta nghĩ nhiều, do khả năng lao vào và hút vào mục tiêu của nó. Giống như hầu hết video trên YouTube, thì Triceratops trong Ark vẫn có phản ứng đặc biệt thù địch với Tyrannosaurus với các đạn tấn công hàng loạt. Mặc dù không quá nhanh, nhưng chúng rất nguy hiểm khi ở trong một nhóm. Khi tấn công, Triceratops lao vào kẻ thù và hút bằng đầu. Đòn tấn công hút của chúng đẩy kẻ thù lùi lại. Điều này có thể khiến nó trở nên nguy hiểm hơn khi ở gần vách đá hoặc đồi dốc. Tuy nhiên, đòn tấn công này có thể dễ dàng né tránh nếu Triceratops quyết định hút và lao về phía trước. Tốt hơn là nên nhanh chóng né sang một bên, vì tốc độ khi lao nhanh hơn nhiều so với việc chạy về phía trước. Triceratops là một loài thú cưỡi phổ biến. Nó cũng vừa là công cụ chở hàng, vừa là khủng long chiến đấu. Triceratops hoạt động tuyệt vời như một vật che chắn khỏi đòn tấn công trực diện, và cú tấn công của loài khủng long này cũng cực kỳ nguy hiểm. Khi có những loài ăn thịt lớn hơn xuất hiện như một mối đe dọa, Triceratops sẽ trở nên mạnh mẽ lạ thường. Nó cũng có khả năng thu hoạch một lượng lớn tài nguyên bằng sừng, khiến đó trở thành người bạn đồng hành làm việc rất hữu ích cho các bộ lạc nhỏ. Gallimimus. Khi ở đó hỏi bạn đâu là sinh vật nhanh nhất trên đảo, thì bạn cứ dũng dạc mà trả lời một cách chắc cớp rằng đó là Gallimimus. Không giống như nhiều loài động vật trên đảo, Gallimimus bỏ qua khả năng phòng thủ vững chắc để có khả năng chạy nhanh hơn hầu hết mọi thứ. Loài khủng long này thậm chí còn trông lo lắng khi ăn uống trên một đồng cỏ trong xanh, yên bình. Nó chỉ đơn giản bỏ chạy và sử dụng sự nhanh nhẹn của mình để giữ an toàn. Sẽ có hai phe đưa ra về hai cách sử dụng Gallimimus khi đã được thuần hóa. Một phe cho rằng việc loài khủng long này không có khả năng gây hại đến các sinh vật thù địch và không có khả năng thu hoạch hầu hết các tài nguyên, khiến nó chủ yếu trở thành gánh nặng cho bộ tộc. Phe còn lại cho rằng tốc độ cực cao và khả năng nhảy xa của nó là một trong những khả năng tốt nhất để trinh sát và khám phá. Tuy nhiên, cả hai phe đều đồng ý rằng khả năng vận chuyển nhanh chóng nhiều thành viên bộ lạc của nó là có lợi nhất. Iguanodon. Theo hồ sơ trò chơi ghi chép, thì trong số nhiều sinh vật trên đảo, Iguanodon có khả năng linh hoạt rõ rệt trong việc chuyển đổi phương pháp di chuyển của chính mình theo nhu cầu nhất thời. Iguanodon giống như nhiều loài ăn cỏ khác trong Ark là những sinh vật hiền lành, không làm hại đến con người hoặc các loài động vật khác khi nhìn thấy. Chủ yếu là một loài khủng long đi bằng hai chân khá chậm chạp,
xuất hiện nhiều ở đồng cỏ và rừng của đảo. Trong những tình huống cần tăng tốc độ hoặc khả năng cơ động, nó sẽ nhanh chóng chuyển từ tư thế 4 chân và hành xử như một sinh vật rất khác. Khi đi bằng 2 chân, nó có thể sử dụng các đòn tấn công nhanh, đâm bằng những chiếc móng vuốt của mình. Ngược lại, khi ở tư thế 4 chân, nó dường như có nguồn sức bền vô tận ngay cả khi chạy. Điều thú vị là móng của Iguanodon cũng cung cấp cho nó khả năng nhặt hạt từ trái cây, cho phép người chơi dễ dàng chuyển đổi từ trồng trái cây thành các trồng hạt giống, kết hợp với khả năng thu hoạch trái cây cực kỳ hiệu quả và trọng lượng mang vác đáng kể. Khả năng di chuyển tuyệt vời của Iguanodon ở tư thế 2 chân vẫn có thể thực hiện một cuộc chạy trốn nhanh chóng hoặc phòng thủ nhanh nhẹn khi cần thiết. Stegosaurus. Stegosaurus hay còn được gọi ngắn gọn là Stego, giống như mấy con mình nói ở trên thì nó cũng là loài ăn cỏ. Theo hồ sơ trò chơi ghi chép thì Stegosaurus có khoảng 16 hàng tấm ghép dọc theo lưng, được bao quanh bởi một cặp 6 tấm ghép nhỏ hơn. Điều này khá là khác so với hóa thạch của Stegosaurus ngoài thực tế. Nhưng có một điều giống với thực tế, đó là sử dụng gai trên đuôi để tự vệ. Mặc dù không hung dữ, nhưng Stegosaurus sẽ tấn công bằng cách vung đuôi nhọn khi bị khiêu khích, nên các bạn hãy cẩn thận trong khi săn chúng. Chúng cũng là loài sống theo bầy đàn, sẽ giúp đỡ những con khác khi bị tấn công. Khi đã thuần hóa, Stegosaurus thường được sử dụng như một cách an toàn để vận chuyển số lượng lớn hàng hóa. Một con Stegosaurus có thể được huấn luyện để sử dụng các tấm lưng của nó cho các mục đích khác nhau, cứng lại để bảo vệ nó khỏi bị tấn công. Những cấu hình tấm khác nhau này cũng có ích để tước gỗ từ cây, thu thập rơm rạ hoặc tìm kiếm quả mụn dại. Stegosaurus có thể hất lùi hoặc đâm bằng một cú quất đôi nhọn của nó, giữ cho những kẻ săn mồi tránh xa hoặc ghim chúng tại chỗ. Phần phụ của gai của nó cũng giúp hai quả. Zerizinosaurus. Chúng ta đã nói khá nhiều về Zerizinosaurus ngoài thực tế như thế nào rồi. Vậy trong thế giới Ark Survival thì sao? Zerizinosaurus là một loài khủng long ăn cỏ, duy trì được số lượng đông đảo trên đảo. Nó di chuyển chậm chạp so với kích thước, mà có quả này trong hồ sơ trò chơi ghi chép là nó có sức mạnh có thể sánh ngang với Tyrannosaurus. Móng vuốt của Zerizinosaurus là một trong những công cụ linh hoạt nhất, vừa có thể xuyên thủng lớp vỏ dày và lớp da của những sinh vật phòng thủ nhất trên đảo nếu bị đẩy vào một cuộc chiến. Một con Zerizinosaurus khi được thuần hóa là một trong những thú cưỡi linh hoạt nhất mà một người chơi có thể có. Nó có thể được huấn luyện để sử dụng móng vuốt của mình một cách tàn bạo hoặc nhẹ nhàng, cho phép người cưỡi chủ yếu thu hoạch với hiệu quả cao hơn các loại tài nguyên cụ thể. Và trong chiến đấu, những móng vuốt này có thể xuyên thủng thẳng qua lớp giáp cứng nhất. Sự linh hoạt này bù đắp cho việc nó không thể mang vác những vật nặng của nhiều loài thú ăn cỏ trên đảo. Titanosaurus. Titanosaurus là một trong những sinh vật lớn nhất trong thế giới Ark Survival, thậm chí còn to lớn hơn cả Brontosaurus và Giganotosaurus. Nó lớn đến mức bạn sẽ nhìn thấy nó trước khi nhìn thấy các tài nguyên, cây cối và động vật khác khi ở xa bước tới. Nó được ví như một ngọn núi biết đi. Đây là một loài sauropod cực kỳ to lớn với tấm xương nhỏ nhô ra, được bọc thép khắp cơ thể. Titanosaurus dường như hoàn toàn miễn nhiễm với bất kỳ loại tác dụng gây mê nào. Chúng thường vô tình giẫm nát những sinh vật ở gần đó dưới chân với mọi bước đi của mình, trong khi hầu hết các loài sauropod không quan tâm đến những sinh vật khác. Nhưng Titanosaurus lại có vấn đề với những sinh vật xâm phạm vào không gian riêng tư của chúng. Điều này có lẽ là do chúng hung hãn ăn bất kỳ và tất cả những loài thực vật mà chúng có thể tìm thấy. Titanosaurus ăn liên tục, điều này chắc chắn giúp hồi phục sức khỏe nhanh chóng, ngay cả khi sau chiến đấu với nhiều loại ăn thịt như Giganotosaurus. Khi đã được thuần hóa thì với kích thước khổng lồ của Titanosaurus, nó có thể mang theo một pháo đài, các vị trí phòng thủ cùng với một xảo thú nhỏ. Mặc dù Titanosaurus có thể được thuần hóa, nhưng người ta tin rằng quá trình này khiến sinh vật này chết đói dần dần vì từ chối ăn. Bachycephalosaurus. Bachycephalosaurus là một loài ăn cỏ khá thân thiện, phổ biến ở nhiều nơi trên đảo. Đồng thời, đây là một trong những loài ăn cỏ nguy hiểm nhất. Cú húc đầu của nó là một màn phô diễn sức mạnh thể chất tuyệt vời và có thể giết chết đối thủ nhanh hơn nhiều so với bạn nghĩ. Mặc dù Bachycephalosaurus nhìn chung rất thân thiện, nhưng nó lại rất nóng tính. Nếu phải chọn chiến đấu hoặc bỏ chạy, thì dường như nó luôn chọn chiến đấu. Bachycephalosaurus trở nên cực kỳ hung dữ khi bị tấn công. Ngoài ra, nó được ví như là một vận động viên chạy nước rút cực kỳ nhanh. Vì vậy, việc thoát khỏi Bachycephalosaurus đang tức giận là vô cùng khó khăn. Bachycephalosaurus thường được ví như một chiến mã tuyệt vời trong thế giới khủng long. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn cưỡi một chiến binh nhỏ hơn, nhanh nhẹn vào cuộc chiến. Do hệ thống cơ bắp đặc biệt của đó, nó không thể mang theo một lượng lớn tài nguyên một cách hiệu quả. Tuy nhiên, nó có thể di chuyển với tốc độ bùng nổ tuyệt vời trong thời gian ngắn, và cú húc đầu của nó đơn giản là tàn phá.
Parasaurolophus. Parasaurolophus có một trong những khả năng thích nghi thú vị hơn bất kỳ sinh vật nào trên đảo. Giống như tất cả các loài parasaur, nó có một cái màu đặc trưng trên đầu. Parasaurolophus thường xuất hiện dưới dạng các biến thể màu đỏ, nâu và xanh lá cây, thường có gai màu đỏ, trắng hoặc vàng rực rỡ. Parasaurolophus dường như nằm ở vị trí thấp trong chuỗi thức ăn và bị săn đuổi bởi mọi thứ, sinh vật cũng như con người. Điều này giải thích bản chất lém lỉnh của nó. Nó là nguồn thịt và da tốt nếu bạn có thể theo kịp đủ lâu để săn nó. Parasaurolophus thường là một trong những thú cưỡi đầu tiên mà một bộ tộc có thể có được. Khả năng chạy tương đối nhanh trong khoảng thời gian dài khiến nó trở thành một trong những phương thức di chuyển tầm trung vững chắc. Mặc dù nó hầu như không có khả năng tự vệ, tuy nhiên những sinh vật nhỏ hơn có vẻ sợ hãi trước cái màu của Parasaurolophus. Mặc dù nó không gây nhiều sát thương, nó cũng có khả năng chịu trọng lượng tốt, có thể hữu ích cho các bộ lạc du mục khi hỗ trợ họ thiết lập sự hiện diện trên đảo. Gigantopithecus. Gigantopithecus là một trong những sinh vật khá thụ động, lang thang quanh các khu rừng trên đảo, ăn quả mọng trên các bụi cây. Nhưng nó rất đúng tính khi có ai động chạm đến không gian cá nhân của riêng nó. Khi một sinh vật khác đến gần, gã khổng lồ hiền lành này nhanh chóng trở thành một con thú hung dữ. Tốt nhất là nên tránh xa chúng. Thỉnh thoảng thì Gigantopithecus chạy lên để tóm lấy dây leo mà nó có thể băng qua và đu lên. Nhưng ngoài ra, nó có vẻ thích nằm dài, lười biếng hái quả mọng từ cây. Gigantopithecus đã thuần hóa, có thể được giải cách thu hoạch sợi tìm thấy trên nhiều loại cây trên đảo. Nó dường như có thể hái trái cây cả ngày, ăn quả mọng và mang theo nguồn tài nguyên sợi cho bộ tộc của mình. Một khi đã thuần hóa, Gigantopithecus có vẻ thích thú khi ném những sinh vật hoặc người cưỡi mà nó mang theo lên không trung. Có lẽ nó cảm thấy hoạt động này là một trò chơi. Nhưng một số người chơi có thể sử dụng trò chơi này để nhảy qua những bức tường và vách đá nhỏ. Có một phát dành cho anh em là Gigantopithecus từng sinh sống ở Việt Nam thời tiền sử ấy. Radionatha. Radionatha là một loài côn trùng to tổ bố trong thế giới ốc, nhưng vẫn đủ nhẹ để bay và trượt trên mặt nước. Theo những gì trong hồ sơ ghi chép thì nó có thể tạo ra một loại nhựa cứng nhanh, hữu ích một cách kỳ diệu với nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Nó có thể làm dày lớp vỏ của mình để tăng cường khả năng phòng thủ, phun ra những quả cầu cứng giống như viên đạn hoặc phun ra những quả cầu mềm cứng lại khi va chạm để thu hút những kẻ săn mồi đen lâu tới. Radionatha có thể được xem là thứ bạn cần để nâng cấp khả năng phòng thủ trên không của bộ tộc mình. Nó có thể tự dính vào các sinh vật hoặc hàng hóa và mang theo mọi thứ xung quanh căn cứ của bạn. Đồng thời, bơm keo của nó phá hủy tech, cũng như Deinopithecus. Những con đực của chúng có một loại pheromone mời gọi được những con cái đẻ trứng. Thu hoạch pheromone đó và bạn có thể đánh dấu bất kỳ sinh vật nào để con cái đẻ trứng. Limantia. Limantia còn được gọi là bướm đêm sa mạc. Nó tồn tại bằng cách hút chất dinh dưỡng của cây. Nhưng ở khu vực sinh sống của loài này khá hoang vắng, khiến cho các lựa chọn của nó khá hạn chế. Nhưng may mắn thay, mối quan hệ của nó với các loài thực vật trên sa mạc là cộng sinh. Ngoài việc thụ phấn cho chúng, các bào tử mà nó giải phóng còn giúp nuôi dưỡng những loài thực vật ở sa mạc. Khi bị tấn công, Limantia di chuyển chậm lập tức bay lên không trung và bay gần như thẳng đứng trong khi giải phóng bào tử. Mặc dù các bào tử rất bổ dưỡng cho hầu hết các loài thực vật, nhưng chúng lại có độc tính cao đối với hầu hết các sinh vật khác. Limantia đôi khi được sử dụng như vật cưỡi bay của một người. Nhưng khả năng tạo ra tơ của nó thường được coi là có giá trị hơn tốc độ bay chậm. Tơ của nó có thể được dệt thành vải tản nhiệt và các bào tử của nó được thu thập để làm phân bón hoặc thuốc độc. Ưu điểm của nó với tư cách là thú cưỡi là khả năng giải phóng bào tử trong khi bay, cho phép nó hoạt động như một máy bay ném bom trong các cuộc vây hãm. Diplodocus. Diplodocus là một loài khủng long chân thần lằn lớn, đuôi dài từ Bắc Mỹ của kỳ Jura, sống ở đồng cỏ và sa mạc. Trong Ark Survival, chúng phổ biến ở các quần xã sinh vật như Redwoods và không có khả năng gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Thay vì phát triển đến kích thước cực đại và trí thông minh, Diplodocus phát triển tốc độ nhanh hơn và sức bền tốt hơn. Khi trưởng thành hoàn toàn, nó thường chỉ đạt kích thước bằng khoảng một nửa loài Brontosaurus. Theo ghi chép trong hồ sơ thì Diplodocus là một loài động vật rất cứng đầu, thường gây tổn hại đến tính mạng của nó. Nó không bao giờ chạy trốn của những kẻ săn mồi cho đến khi bị tấn công nhiều lần. Thay vào đó, nó thích thực hiện nhiều nỗ lực vô ích để kết bạn. Vì một lý do kỳ lạ nào đó, Diplodocus tin tưởng con người đến mức dường như nó không bao giờ chống trả lại. Diplodocus đủ lớn và có lớp da đủ cứng để chỉ những kẻ săn mồi lớn hơn và quyết tâm hơn mới bận tâm đến chúng. Ngay cả nhiều người cũng không làm phiền chúng nhiều hơn so với các loại vật khác. Không gây ra mối đe dọa trực tiếp và chỉ đủ gây phiền nhiễu để hạ gục nó khi nhiều người không thèm làm theo ý thích. Kích thước và lớp da cứng của nó gợi ý cho những bộ lạc muốn tìm kiếm một kẻ săn mồi hàng đầu. Đó là việc lấy Diplodocus ra làm mồi nhử.
Paraceratherium. Paraceratherium là một loài động vật ăn cỏ cổ dài, khổng lồ sinh sống ở một đồng cỏ trên đảo. Nó trông giống như một con lai giữa ngựa và tê giác, nhưng kích thước lớn gấp đôi cả hai. Paraceratherium là một loài vật rất hiền lành và thân thiện. Nó là một trong những loài động vật có vú lớn nhất trên đảo. Mặc dù Paraceratherium có thể cung cấp một lượng lớn thức ăn đáng kinh ngạc, nhưng nó cũng trở nên nguy hiểm khi bị săn bắt. Paraceratherium có ước tính nặng từ 15 đến 20 tấn khi trưởng thành hoàn toàn, cao khoảng gần 5 mét tính đến vai và dài 7,3 mét, thân hình chắc nịch với đôi chân dài, khỏe mạnh đi đâng đỡ kích thước to lớn của loài vật này. Một chiếc cổ dài cho phép nó dễ dàng gặm cỏ trên cao. Da của nó cực kỳ dày và không có lông, phần da thừa tự gấp lại giống như loài tê giác ngày nay. Màu da có thể thay đổi từ nâu đến xám. Mắt và tai nhỏ khiến thị lực và tính giác bị hạn chế, nhưng bù lại chúng có khứu giác tuyệt vời. Khi thuần hóa, Paraceratherium là một loài vật nuôi tuyệt vời. Kích thước của nó đủ để hỗ trợ một nền tảng mà trên lưng của nó có thể xây dựng các công trình. Đây là một loài động vật thân thiện tự nhiên và không sợ con người. Tuy nhiên, mặc dù có thái độ bình tĩnh như bình thường, nhưng khi nó hoặc chủ của nó bị khiêu khích bởi sự hung hăng, Paraceratherium có thể nhanh chóng trở thành mối đe dọa thực sự đối với kẻ tấn công và sẽ sử dụng kích thước của nó để tạo lợi thế trong chiến đấu. Megaloceros. Megaloceros là loài ăn cỏ rất nhát, chủ yếu được tìm thấy trong các khu rừng và núi của đảo. Do kích thước lớn, thái độ hung dữ của nó sẽ rất lạ ở bất kỳ nơi nào khác. Nhưng Megaloceros biết những kẻ săn mồi trên đảo hung dữ như thế nào, và việc chống khỏi chúng an toàn hơn là liều mạng sống của nó trong một cuộc chiến. Sừng của Megaloceros rất lớn và là nguồn keratin tuyệt vời. Những con đực Megaloceros có thể dẫn ra bằng cặp sừng ấn tượng của chúng, được dùng để vật lộn với nhau để tranh giành con cái. Loài này chỉ được tìm thấy ở những vùng lạnh nhất của Arc, nơi chúng là loài ăn cỏ phổ biến nhất và do đó là những con mồi thường xuyên của loài sói dữ và mèo răng kiếm, nơi chúng phải chịu chung số phận với những cư dân vùng lạnh nguyên. Tất nhiên, điều này làm cho nó trở thành một nguồn tài nguyên có giá trị. Thật không may, việc săn Megaloceros không dễ dàng vì tốc độ nhanh và khả năng nhảy qua hầu hết các chướng ngại vật của nó. Megaloceros là sinh vật đa năng và nhiều người cưỡi nó đánh giá cao tính linh hoạt của nó. Nó khá mạnh mẽ và khả năng phục hồi, tốc độ cũng như khả năng nhảy của nó thường rất hữu ích. Cuối cùng, đòn tấn công bằng sừng lao tới của Megaloceros đực có xu hướng khiến mục tiêu chảy máu, làm giảm sức khỏe, sức bền và tốc độ của chúng cho đến khi được chữa lành. Chalicotherium. Chalicotherium hay còn được gọi là Chalico hoặc Chali, được tìm thấy với số lượng nhỏ trong các vùng lạnh hơn của đảo. Chalicotherium thường là loài ăn cỏ hiền lành, thích dành cả ngày đi lười biếng hoặc chơi đùa với gia đình. Tuy nhiên, loài này rất có tính lãnh thổ và cả gia đình, già trẻ sẽ chống lại một sinh vật xâm phạm chỉ vì một sự khiêu khích dù là nhỏ nhất. Chalicotherium được mô tả tốt nhất là một con lai giữa ngựa, khí độc, gấu nhưng trông giống như loài lười đất. Giống như khí độc, nó đi bằng các đốt ngón tay. Chalicotherium lại có móng vuốt sắc bén. Những móng vuốt này được sử dụng để kéo cành lá về phía miệng, nhưng lại rất nguy hiểm khi chiến đấu. Hình dạng hộp sọ, đuôi và tiếng kêu có xu hướng giống loài ngựa hơn, trong khi cơ thể có hình dạng gần giống với loài lười đất khổng lồ như Megaloceros. Theo ghi chép trong hồ sơ thì một nhóm Chalicotherium đang chơi đùa, chúng đếm những quả bóng tuyết lớn vào nhau. Nói thế chứ tôi chưa thấy đoạn đó nên tôi không đưa vào clip được, các bạn thông cảm nhé. Những sinh vật nhỏ hơn trong khu vực tránh xa Chalicotherium trong quá trình hoạt động này vì sợ bị chôn vùi trong tuyết hoặc sỏi. Trong khi nhiều sinh vật hữu ích khi tấn công pháo đài, Chalicotherium có thể được huấn luyện như một pháo binh cơ động. Thói quen chơi đùa độc đáo của nó trở thành một chiến thuật tấn công tầm xa khá tàn khốc khi được ném đá thay vì ném cầu tuyết. Duedicurus. Duedicurus còn được gọi là Due hoặc Duedic, là một loài động vật có vú trong Ark Survival. Duedicurus là một loài động vật có giá trị trong việc thu thập đá. Duedicurus là một trong những loài ăn cỏ không hung dữ của đảo, thường được tìm thấy ở vùng núi và đồng cỏ. Chúng có nguồn cung cấp mỡ để giữ ấm và ăn trong thời tiết lạnh. Duedicurus đã thích nghi tốt với những loài nguy hiểm trên đảo, thậm chí có lẽ còn tốt hơn cả Ankylosaurus. Duedicurus có hai phản ứng khác nhau đối với động vật ăn thịt. Đối với những kẻ thù nhỏ hơn, chúng thường sử dụng cái đuôi nhọn của mình để gây ra càng nhiều sát thương càng tốt. Tuy nhiên, đối với những kẻ săn mồi lớn hơn, chúng kéo đuôi của mình vào bên dưới để tạo thành một quả bóng bọc thép chắc chắn mà các sinh vật gần như không thể xuyên thủng. Từ đó, chúng có thể thực sự lăn đi đến nơi an toàn tương đối dễ dàng. Duedicurus là một loài động vật làm việc khá chăm chỉ trên đảo khi được thuần hóa. Đuôi nhọn của nó lý tưởng để nhanh chóng đập vỡ những tảng đá lớn. Vì vậy, Duedicurus là một công dân khai thác đá rất hiệu quả. Ngoài ra, sở thích của nó đối với đá đã cho phép nó mang đá với trọng lượng tương đối ổn. Chim dodo.
Rufous replica thường được gọi là chim dodo, có lẽ là sinh vật tương đối ngờ ngợt trong Ark Survival. Nó lang thang khắp các bãi biển của đảo, mỗi qua mọng trên cây và bị đủ loại động vật ăn thịt ăn thịt. Nếu không có dodo, toàn bộ chuỗi thức ăn của đảo sẽ tan rã. Phân loài dodo này phát triển một cách cực kỳ thông minh để duy trì sự sống. Chúng giao phối liên tục. Theo như hồ sơ ghi chép về chim dodo, chúng đạt đến độ trưởng thành hoàn toàn trong vòng một tuần sau khi được sinh ra. Đây là đặc điểm duy nhất giúp chúng đông đúc trên đảo. Trong game thì có tương đối ít người muốn thuần hóa một con chim dodo. Nó không thể mang được nhiều vật dụng và cơ thể cũng là một gánh nặng. Nó không cung cấp nhiều thức ăn và nó quá ngờ ngợt để thể hiện tình bạn. Tuy nhiên, nó có thể hoạt động như một nguồn thức ăn cuối cùng. Vì vậy, chúng ta có thể cho rằng giữ một số thức ăn xung quanh giai đoạn khó khăn là một điều có thể tính đến nếu bạn là người tính xa. Ajatina. Ajatina là một động vật không xương sống, hay cụ thể hơn là một loài thân mềm trong bụng trong Ark Survival, được tìm thấy chủ yếu ở các đầm lầy và rừng đậm. Ajatina là một động vật thân mềm trên cạn rất chậm chạp và không gây nguy hiểm. Có lẽ đây là loài động vật dễ săn nhất trên đảo. Và mặc dù nó chỉ cung cấp một lượng nhỏ thịt và chitin, nhưng một bữa ăn dễ dàng luôn có giá trị trên đảo. Không giống như hầu hết các loài động vật khác, Ajatina không thải phân bình thường, thay vào đó nó tiết ra một chất đặc dính. Nó để lại những vết chất dần này, nhưng những vết rất mỏng nên chúng nhanh chóng vỡ vụn thành bụi. Có một sự thật hữu ích về Ajatina khiến các bộ lạc tìm cách thuần hóa chúng. Chất tiết của chúng về mặt hóa học tương tự như chematin patch và organic polymer, được nhiều bộ lạc sử dụng làm vật liệu xây dựng. Ajatina đã thuần hóa sẽ tích tụ chất dần này theo thời gian, sau đó có thể được thu thập bởi các bộ lạc. Theo truyền thuyết, Ajatina có thể được thuần hóa bằng một loại bánh, đặc biệt từ cây trồng và tài nguyên đã thu hoạch. Radionatha. Radionatha là một loài côn trùng to tổ bố trong thế giới Ark, nhưng vẫn đủ nhẹ để bay và trượt trên mặt nước. Theo những gì hồ sơ ghi chép thì nó có thể tạo ra một loại nhựa cứng nhanh, hữu ích một cách kỳ lạ với nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Nó có thể làm dày lớp vỏ của mình để tăng cường khả năng phòng thủ, phun ra những quả cầu cứng như viên đạn, hoặc phun ra những quả cầu mềm cứng lại khi va chạm để thu hút những kẻ săn mồi đang lao tới. Radionatha có thể được xem là thứ bạn cần để nâng cấp khả năng phòng thủ trên không của bộ tộc mình. Nó có thể tự dính vào các sinh vật khác hoặc hàng hóa và mang theo mọi thứ xung quanh căn cứ của bạn. Đồng thời, bơm keo của nó phá hủy tích cũng như phân của Deinopithecus. Những con đực của chúng có một loại pheromone mời gọi những con cá đẻ trứng. Thu hoạch pheromone đó và bạn có thể đánh dấu bất kỳ sinh vật nào để con cá đẻ trứng. Glowbug. Glowbug hay Lightbug, dịch nghĩa là bọ đen. Đây là một trong những sinh vật trong bảng mở rộng Aberration trong Ark Survival. Theo hồ sơ Ark ghi chép thì Glowbug là hậu duệ của họ côn trùng làm Bradyrhe. Thông thường, một loài côn trùng với đặc điểm của nó sẽ phát triển mạnh ở những khu vực không có kẻ thù tự nhiên nào được biết đến. Nhưng cơ thể quần thể Glowbug được điều chỉnh theo số lượng sinh vật tranh giành nguồn sáng tích diện của nó. Mặc dù là nguồn tài nguyên quý giá, nhiều bộ lạc tin rằng Glowbug là loài linh thiêng và ngưỡng mộ nó vì độ sáng và các hoa văn thanh lịch của nó. Đó là về mặt tự nhiên, còn về thuần hóa, thì đến cả các nhà phát hành của nó rằng thuần hóa một con bọ cánh cứng sẽ là một sự lãng phí thời gian hoàn toàn, khi chúng ta không biết nó có bất kỳ tiện ích hay chức năng hữu ích nào. Nhưng chúng ta có thể tiết kiệm nhiên liệu bằng cách sử dụng chúng để thắp sáng một khu định cư. Gaspet. Gaspet là sinh vật bản địa của bản đồ Extinction Genesis phần 1 và 2. Có một số giả thuyết rằng một thành viên của ngành Tardirada sẽ là loài cuối cùng trên trái đất trong trường hợp xảy ra ngày tận thế. Vì vậy, theo một số cách, sự tồn tại của Gaspet có danh pháp là Mopsekinesis là điều hoàn toàn có thể dự đoán được. Gaspet chậm chạp và không hiệu quả trong chiến đấu. Vì vậy, để sống sót, nó có xu hướng chọn cách để bay. Đầu tiên, nó tự phồng lên như một quả bóng bay, chậm lại trong giây lát và tăng độ bền. Sau đó, nó phóng lên không trung bằng cách đẩy khí qua một loạt các cơ thắt ở dưới bụng. Nó cũng sử dụng các cơ thắt này để làm chậm quá trình hạ xuống. Đúng vậy, nghe có vẻ hơi hài gión. Nhưng Glassback đã tận dụng tối đa khả năng này của mình. Ngoài việc nhảy, nó có thể sử dụng khí dự trữ để đẩy lùi kẻ xâm lược hoặc thậm chí nổi trên mặt nước. Khi được thuần hóa, Glassback là một phương tiện chở hàng tuyệt vời. Những sợi lông trên lưng cho phép người cưỡi của nó điều khiển mà không cần yên. Và nó mang lại một lượng lớn hàng hóa đáng kinh ngạc so với kích thước cơ thể. Một tiểu đội nhỏ như thế này có thể khiến chúng ta vận chuyển số lượng khá tài nguyên trong chốc lát. Kentrosaurus. Kentrosaurus có vẻ ngoài khá giống với Stegosaurus mình có nói ở phần 1, nên sẽ có một số bạn bị nhầm lẫn chúng với nhau. Với danh pháp trong trò chơi là Kentrosaurus Athiopicus, thì nó nhỏ hơn đáng kể so với Stegosaurus. Tuy vậy, nhưng khả năng phòng thủ trước những đối thủ săn mồi lại tốt hơn. Kentrosaurus đứng đầu các loài khủng long ăn cỏ trên đảo nói chung.
nhờ những chiếc gai phòng thủ cực kỳ sắc nhọn. Bất kỳ sinh vật nào tấn công Kentrosaurus đều có khả năng bị thương ngược lại, và nó có khả năng xuyên thủng cả lớp da và áo giáp dày nhất khi bị tấn công. Theo hồ sơ trò chơi ghi chép thì Kentrosaurus hạ gục những kẻ săn mồi lớn hơn nhiều chỉ trong một cái xiên như vậy. Kentrosaurus cũng khá lợi hại khi di chuyển theo bầy, và khi đi cùng nhau, Kentrosaurus sẽ trở nên hùng dữ hơn nhiều, tăng phạm vi mà nó sẽ bảo vệ lãnh thổ của mình. Do gai nhọn và tính khí nóng nảy của Kentrosaurus nên những người chơi mới rất khó có thể thuần phục được nó. Tuy nhiên, một đàn Kentrosaurus đã thuần hóa có thể bảo vệ khu vực một cách hiệu quả và tấn công những loài ăn thịt lớn hơn. Một khi bị đâm bởi đòn tấn công của nó, Kentrosaurus liên tục đập kẻ tấn công xuống đất, giúp đảo ngược tình thế và giành chiến thắng. Pachyrhinosaurus. Pachyrhinosaurus là loài ăn cỏ cỡ trung bình, được tìm thấy ở hầu hết mọi nơi, trừ những ngọn núi trên đảo. Nó thường phớt lờ mọi sinh vật khác ở gần, trừ khi bị bọn chúng tấn công. Pachyrhinosaurus sở hữu một kỹ năng sinh tồn đặc biệt độc đáo. Khi bị đe dọa, chùm mũi khổng lồ của chúng sẽ giải phóng một loại hóa chất vào không khí, giúp làm dịu các sinh vật khác ở gần, khiến chúng ít có khả năng tấn công chúng hơn. Những sinh vật bị ảnh hưởng đôi khi đói đến mức không để ý đến tác động này, và con người dường như miễn nhiễm với nó. Ngược lại, chúng dường như có thể đảo ngược hiện tượng này theo ý muốn và ép buộc các sinh vật khác tấn công chúng. Pachyrhinosaurus là một vật cưỡi khởi đầu tuyệt vời cho bất kỳ ai mới thuần hóa. Nó khá dễ huấn luyện, có thể mang đủ vật để trở thành một con vật thô đơn giản và không nguy hiểm như một số loài ăn cỏ lớn hơn. Ngoài ra, Pachyrhinosaurus có thể giải phóng chất hóa học độc đáo theo lệnh để bảo vệ bản thân và người cưỡi khỏi những kẻ săn mồi gần đó hoặc thu hút sự chú ý nếu muốn, khiến nó trở thành một cứu tinh tiềm năng trong trường hợp cấp bách. Carbonomys. Carbonomys thường được gọi đơn giản là rùa. Chúng là một chi rùa tiền sử lớn sống trong thế Paleocene ở các đầm lầy sương mù của Colombia, chỉ vài triệu năm sau kỷ phần trắng. Chúng cũng cùng tồn tại với Tinoboa và được miêu tả là động vật ăn cỏ trong game, nhưng ngoài thực tế thì chúng ăn cá. Carbonomys trong game được miêu tả là một sinh vật sống đơn độc và tương đối hiền lành, chỉ phản kháng khi bị tấn công hoặc bạn lấy một trong những quả trứng của chúng. Chúng cũng sẽ bảo vệ đồng loại của mình. Với tốc độ đi chậm, những thứ duy nhất giúp nó an toàn là tốc độ bơi cực nhanh và lớp vỏ cực dày có thể hấp thụ sát thương cực lớn. Sức mạnh khá cao, khả năng phòng thủ vỏ vượt trội và không có mối đe dọa thực sự của Carbonomys khiến nó trở thành chiếc khiên lý tưởng cho nhiều người. Nó có thể đưa người cưỡi đến các nguồn tài nguyên của đại dương với tốc độ khá cao và không đặc biệt nguy hiểm để thuần hóa. Khi bị tấn công, Carbonomys có thể tung ra một đòn tấn công khá mạnh nhưng không quá chí mạng. Lychosaurus. Lychosaurus là loài ăn cỏ nhỏ phổ biến ở nhiều nơi trên đảo, chỉ dài khoảng 0,6 mét. Nó không nằm ở vị trí cao trong chuỗi thức ăn và ăn các loại thực vật nhỏ. Các loài côn trùng có đập của đảo dường như không có tác dụng gì nhiều đối với Lychosaurus. Mặc dù là một trong những loài ăn cỏ nhỏ nhất trên đảo, Lychosaurus là loài sống sót vô cùng kiên cường. Nó phục hồi trạng thái ngủ đông và sức khỏe nhanh hơn nhiều so với hầu hết các loài vật khác, khiến việc khiến Lychosaurus bất tỉnh trở nên khá khó khăn. Không có gì ngạc nhiên khi Lychosaurus là một thú cưng cực kỳ trung thành sau khi được thuần hóa. Nó học rất nhanh, vì vậy nó tích lũy kinh nghiệm nhanh hơn nhiều so với hầu hết các sinh vật khác. Ngoài ra, sự hiện diện của nó dường như được truyền cảm hứng cho các đồng minh, khiến họ học nhanh hơn. Do đó, Lychosaurus là một sự bổ sung tuyệt vời cho nhóm săn bắn của bất kỳ bộ lạc nào. Hulirhinosaurus. Hulirhinosaurus hay tê giác lông cừu, loài ăn cỏ thân thiện trong Ark Survival, phổ biến ở vùng lãnh nguyên và đồng cỏ của đảo. Đây là loài vật lớn và nguy hiểm. Khi bị tấn công, Hulirhinosaurus bắt đầu lao về phía kẻ thù. Nó tích tụ động lượng khi lao tới, và tùy thuộc vào tốc độ tác động cuối cùng của nó, kết quả có thể rất đáng sợ. Với đủ không gian để lao tới, nó thậm chí có thể xuyên thủng những sinh vật lớn nhất chỉ bằng một nhát. Mặc dù Hulirhinosaurus rất mạnh, nhiều bộ lạc vẫn săn bắt nó rộng rãi do nguồn tài nguyên độc đáo của nó. Sừng của nó có thể nghiền thành bột cực kỳ kích thích, và bộ lông dày của nó có thể hỗ trợ nhiều bộ trang phục cách nhiệt, khiến Hulirhinosaurus trở nên rất được ưa chuộng. Ngay cả những bộ lạc kém phát triển hơn cũng sử dụng bầy đàn để săn lùng chúng, mặc dù nguy hiểm đáng kể. Khi không bị săn đuổi về sừng, Hulirhinosaurus là một con thú gánh nặng ấn tượng. Khả năng chiến đấu với những đối thủ lớn hơn nhiều của nó
cung cấp đủ chỗ để sạc, cũng như khả năng chịu tải đáng kể, khiến nó trở thành một sự bổ sung vững chắc cho bất kỳ nhóm thương nhân hoặc đoàn thám hiểm tụ tập nào. Megathyrm. Megathyrm hay Gensloth là một trong những loài động vật có vú lớn nhất trên đảo. Do kích thước lớn nên Megathyrm có khả năng chống lại việc bị tấn công một cách tương đối đơn giản. Mặc dù được là loài ăn tạp nhưng nó chủ yếu là ăn thực vật. Một con Megathyrm điển hình rất muốn tiêu thụ nhiều loại côn trùng trên đảo. Nó đặc biệt giỏi trong việc loại bỏ phần bên trong của chúng mà không làm hỏng nhiều lớp vỏ, tối đa hóa việc chiết xuất chitin. Megathyrm vốn chậm chạp và hiền lành trở nên nhanh nhẹn và hung dữ hơn khi có sự hiện diện của những sinh vật này. Megathyrm là một sinh vật cực kỳ hữu ích khi được thuần hóa, miễn là bạn không có ý định chiến đấu với các bộ tộc khác. Sự to lớn, khả năng chống chịu trạng thái ngủ đông cao và thái độ háu ăn đối với côn trùng khiến nó trở nên lý tưởng để thu thập một lượng lớn chitin từ các loài côn trùng trên đảo hoặc chỉ đơn giản là phòng thủ chống lại chúng. Janbi. Janbi có danh pháp trong Ark là Apis Littlehermadrons, nên mình sẽ gọi nó là Apis Drone. Apis Drone không bao giờ đi xa khỏi tổ của nó, nơi nó xây dựng cao trên những cây gỗ đỏ của đảo hoặc trên các vách đá. Có thể thấy Apis Drone bay quanh tổ theo từng nhóm, nhưng để quan sát Apis nữ hoàng, người ta cần phải đập vỡ chính tổ. Theo kinh nghiệm, đây không phải là một nhiệm vụ dễ chịu vì Apis Drone không thể thuần hóa khả năng bảo vệ lãnh thổ. Có lẽ tôi nên thấy điều đó xảy ra khi nhìn lại. Hãy cẩn thận, vết đốt của Apis Drone sẽ làm suy yếu đáng kể bất kỳ sinh vật nào bị chúng đốt. Và vì ngòi của Apis Drone không có ngạnh nên Apis Drone có thể đốt nhiều lần mà ngòi không bị rách. Một con Apis nữ hoàng đã thuần hóa sẽ đẻ trứng ong đực mới và xây tổ để những người sống sót có thể nuôi ong lấy mật, miễn là họ nhớ mặc đồ nuôi ong chuyên dụng. Mật ong đó không chỉ ngọt và ngon mà còn có mùi hương khiến các loài động vật có vú trên cạn không thể cưỡng lại. Nhiều thợ săn sử dụng nó để làm mồi bẫy, Apis Drone cũng sẽ theo nữ hoàng của chúng vào trận chiến. Vì vậy, chúng có thể được sử dụng để tự vệ khi cần thiết. Equus. Equus Manus được hồ sơ Ark ghi chép là tổ tiên của loài người hiện đại. Dựa trên các sọc của nó là biến thể châu Phi của loài ngựa Equus Gigantus, xuất hiện ở Bắc Mỹ ở thời kỳ kỳ băng hà. Hành vi của nó trong tự nhiên tương tự như các thành viên hoang dã khác của chi Equus. Nó là một loài gặm cỏ, trong khi vẫn giữ an toàn khỏi những kẻ săn mồi bằng cách sống theo bầy đàn và chạy trốn khỏi những kẻ tấn công bằng tốc độ và sức bền vượt trội. Ngựa và người từ lâu đã là bạn đồng hành trong quá trình sinh tồn, và điều này vẫn đúng trong Ark Survival. Những người chơi khi đi đai sẽ tìm một con ngựa để có thể nhanh chóng qua đất liền. Việc thuần hóa một con Equus được chứng minh là thú vị, đòi hỏi phải tiếp cận cẩn thận sinh vật này trong tự nhiên, cưỡi lên nó. Theo như ghi chép thì Equus đã khiến một số người chơi sống sót. Có một người chơi còn thêm các túi yên ngựa làm trạm chế tạo di động để đựng các vật tư hóa học, thực phẩm và các vật phẩm khác. Đây là những tiện ích đã giúp người chơi sống du mục, đơn độc. Một số người sử dụng Equus để chăn dắt và vật lộn với các sinh vật khác bằng một chiếc thòng lọng chuyên dụng. Công cụ này đôi khi cũng hiệu quả để tự vệ vì Equus bị hạn chế trong trận chiến một mình, ít nhất là so với các loài ăn thịt hung dữ thời tiền sử. Carolis. Carolis là loài động vật có vú ăn cỏ lớn, có xu hướng sống gần nước. Không giống như các loài hải ly lớn khác, loài này vẫn giữ được hàm răng của loài hải ly hiện đại. Như thường lệ, đối với hải ly, chúng xây đập làm nơi cư trú. Nhưng những sinh vật lớn hơn trên đảo có xu hướng dẫm đạp lên Carolis. Do đó, việc tìm thấy những con đập của chúng trong tự nhiên là khá hiếm. Theo ghi chép trong hồ sơ Ark thì bản thân Carolis cũng không nhận ra hòn đảo này nguy hiểm như thế nào. Không rõ là nó thật sự kém thông minh để nhận ra những nguy hiểm hay chỉ đơn giản là nó không kè. Nhưng Carolis vui vẻ chơi đùa trong nước và gặm gỗ. Carolis khi được thuần hóa thể hiện rõ khả năng đặc điểm sinh lý của nó. Sinh vật này tự nhiên thu thập gỗ cực kỳ hiệu quả hơn hẳn hầu hết các loài trên đảo. Nó không phải là sinh vật khỏe nhất, vì vậy nó chỉ có thể mang theo một lượng hạn chế. Nhưng nó là một thợ đốn gỗ bẩm sinh.
Vừa rồi mình đã tổng hợp tất cả các sinh vật hay cỏ trong thế giới Earth Survival mà chúng mình muốn gửi đến các bạn. Các bạn thấy sao? Có thông tin gì cần bổ sung đến chính thì hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Nếu thấy video này hữu ích hãy để lại một like, subscribe và ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của Ultraxa trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau. Me wind and rain, you're some kind of butterfly.